nhận lời mời của chủ tịch quốc hội chính quyền nhân dân Cuba, chủ tịch hạ viện Argentina và chủ tịch thượng viện Đông Uruguay, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay từ ngày 18 cho đến ngày 28 tháng 4 năm 2023. Cộng hòa Cuba sẽ là điểm dừng chân đầu tiên của chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ trong khuôn khổ chuyến thăm đến khu vực Mỹ Latinh đúng vào dịp kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của Cách mạng Cuba và quan hệ hai nước. Phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Orlando Nicolas Hernandez Quilen, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam về ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm này đối với quan hệ Việt Nam Cuba. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin được cảm ơn đại sứ đã dành thời gian với truyền hình Quốc hội Việt Nam ngày hôm nay. Đầu tiên thì đại sứ có nhận định như thế nào về bối cảnh cũng như ý nghĩa của chuyến thăm tới đây của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ với Cuba? Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý nghĩa rất quan trọng, là chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Cuba. Chuyến thăm sẽ là cơ hội để gắn kết hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, tăng cường quan hệ giữa hai quốc hội. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro lần đầu tới thăm Việt Nam và tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị. Đây là chuyến thăm của nguyên thủ nước ngoài duy nhất tới Việt Nam lúc đó, Hai nước cũng kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Đoàn kết Cuba với miền Nam Việt Nam. Vì vậy, chuyến thăm có tầm quan trọng mang tính lịch sử nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa hai nước. Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có bài phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội Cuba nhiệm kỳ mới. Đây là sự kiện lịch sử, bởi đó là dịp Cuba kỷ niệm chiến thắng Hiron, một sự kiện rất quan trọng đối với nhân dân Cuba. Hơn nữa, đây cũng tôi là dịp Quốc hội Cuba solo. thông qua kết quả bầu cử. Một sự kiện đặc biệt như vậy chỉ có thể xảy ra giữa hai quốc gia có mối quan hệ đặc biệt như Cuba và Việt Nam. Đại sứ đánh giá như thế nào về mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba trong thời gian qua? Cũng như là theo đại sứ thì đâu là những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng và có thể tiếp tục thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới? Việt Nam Tôi nghĩ rằng mối quan hệ Việt Nam-Cuba trong thời gian qua là mối quan hệ anh em đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh vì phát triển vì chủ quyền và độc lập cuba đã ủng hộ việt nam trong giai đoạn chiến tranh trước đây và trong giai đoạn hiện nay khi cuba gặp khó khăn thì việt nam đã luôn sát cánh cùng cuba việt nam hiện nay đã phát triển rất nhiều và thực tiễn phát triển của việt nam thời gian qua có thể nói là nguồn kinh nghiệm đối với cuba chúng ta cũng có rất nhiều lĩnh vực quan trọng có thể tăng cường hợp tác việt nam là nhà cung cấp nhiều sản phẩm quan trọng đối với cuba Ví dụ như lúa gạo để đảm bảo lương thực, thực phẩm của đất nước chúng tôi Cuba cũng có thế mạnh về sản xuất những sản phẩm như xì gà, dược phẩm, y tế, công nghệ sinh học Đây là những lĩnh vực mà chúng ta có thể tăng cường hợp tác, bổ sung cho nhau và giúp đỡ lẫn nhau Gắn kết mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế Vâng, theo đại sứ thì chuyến thăm tới đây của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ tới Cuba Cũng sẽ mở ra thêm những cơ hội hợp tác mới nào giữa hai quốc hội ạ? hợp tác giữa các nghị viện trên thế giới rất quan trọng bởi các quốc hội có vai trò kiểm soát giám sát các lĩnh vực xã hội kinh tế mối quan hệ nghị viện làm cho quan hệ giữa các nước có thể mở rộng và phát triển nhiều hơn nữa quan hệ giữa hai quốc hội Cuba và Việt Nam có vai trò hết sức to lớn bởi đây là mối quan hệ giữa những cơ quan đại diện cho nhân dân bao gồm những đại biểu đã được nhân dân bầu ra một cách dân chủ và đóng góp quan trọng trong xã hội trong hình kinh tế Tôi tin rằng, thông qua chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, mối quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp Cuba và Việt Nam sẽ được tăng cường hơn nữa, bởi chuyến thăm này còn có sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo của Quốc hội Việt Nam. Từ đó sẽ có những thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa hai bên. Vâng, xin được cảm ơn Đại sứ với những chia sẻ ngày hôm nay.